Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng chia sẻ, bạn sẽ có những khoản mua về tốt nhất khi mọi người đang đầy hoang mang. Khi khủng hoảng tài chính năm 2008 bắt đầu, ông đầu tư mua rất nhiều cổ phiếu của những công ty ông yêu thích như là Wells Fargo & Co, American Express. Trong vòng 5 năm, giá trị của các khoản đầu tư này đã lên tới 10 tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ ra 5 sai lầm nhà đầu tư thường gặp trong giai đoạn khủng hoảng. Đầu tiên, đó là cho rằng khủng hoảng dễ kiếm tiền. Đa số những sai lầm gây mất tiền khi giao dịch thường đến từ sự ngộ nhận của nhà đầu tư. Nhiều người cứ cho rằng khủng hoảng chính là thời gian tốt để mua vào với giá hời. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Khi đầu tư trong thời gian khủng hoảng là bạn đang chấp nhận đi ngược lại với xu hướng chung của thị trường. Nếu không có một phương pháp và nguyên tắc đầu tư đúng, bạn rất dễ thua lỗ. Ngay cả khi bạn mua được ở giá tốt, bạn cũng chỉ có lãi khi thị trường hồi phục trở lại và tăng trưởng, phải không nào? Vì vậy, lợi nhuận được sinh ra thực chất là nhờ tăng trưởng chứ không phải là do khủng hoảng. Hơn thế nữa, điều gì đảm bảo rằng tài sản mà bạn mua vào sẽ tăng trưởng trở lại sau khủng hoảng? Điều này đòi hỏi bạn phải nghiên cứu thật kỹ về tiềm năng của các tài sản rớt giá, tuân thủ nguyên tắc quản trị rủi ro và tâm lý đầu tư để không bị lung lay bởi những thông tin gây nhiễu loạn thị trường. Chỉ cần làm ngược số đông là khôn ngoan, tư duy lại sai lầm đi ngược lại số đông khá phổ biến trong thị trường. Điều này có lẽ bắt nguồn từ thực tế rằng có ít số nhà đầu tư có lời trên thị trường tài chính, nên mọi người cứ nghĩ rằng đi ngược số đông là sẽ thành công. Bạn nghĩ sao khi có cả một đoàn xe đang xuống dốc thì bạn một mình đi ngược chiều trên cùng con đường ấy với họ? Đây là một hành động rất nguy hiểm và rất dễ gặp tai nạn nghiêm trọng. Trên thực tế, những người chiến thắng không hề làm ngược lại với đám đông, họ vẫn đi theo đám đông. Một nhà đầu tư thành công và một nhà đầu tư thua lỗ chỉ khác nhau ở chỗ là thời điểm họ lựa chọn chính xác hơn và chiến lược của họ hoàn thiện hơn. Điều số 3, giá xuống sâu là lúc tốt nhất để mua vào. Đây cũng là một suy nghĩ phổ biến trong chiến lược giao dịch của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm, bởi trên thực tế giá còn có thể xuống sâu hơn, đôi khi ngoài sức tưởng tượng của bạn. Hãy nhớ, lúc tốt nhất để mua vào không phải là khi giá xuống, mà là lúc giá bắt đầu hồi phục. Như đã nói, khủng hoảng chính là một con dao hai lưỡi, đây có vội nhưng cũng nhiều rủi ro. Tại sao bắt được thời điểm tốt thôi vẫn chưa đủ? Thời điểm tốt quả thực có giúp ích đôi chút, nhưng cũng chỉ như bạn đi săn vào một ngày đẹp trời, nó không thể đảm bảo được 100% cho thành công của bạn. Để săn được thú và trở về nguyên vẹn, bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng tấn công, phòng vệ, có chiến lược săn bắt. Nếu không thì khi thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu, bạn sẽ hoang mang, cuống cuồng thay đổi kế hoạch và đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Điều số 5, mua và nắm giữ thì không cần đặt cắt lỗ. Hơn 90% những người đầu tư trong giai đoạn khủng hoảng không đặt stop loss. Một số lý do được đưa ra đó là đầu tư dài hạn nên giá muốn xuống đến đâu cũng được. Tiếp theo, tôi bỏ tiền vào đây là sẽ quên đi trong vài năm, kiểu gì chẳng lãi. Tôi mua ở đáy rồi nên nó không thể xuống thêm được nữa. Đây là tiền nhàn rỗi mà, tôi chẳng có nhu cầu dùng đến nên chẳng cần phải cắt lỗ. Có thể bạn chưa biết, trong đợt khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2018, có rất nhiều người bắt đáy đã mất sạch tiền và những cổ phiếu họ mua giờ đã thành đống lý lộn theo đúng nghĩa đen. Vì nó mãi mãi không bao giờ quay trở về mức giá cũ, thị trường sẽ phục hồi nhưng có thể nó sẽ mất rất nhiều thời gian và kể cả khi phục hồi cũng không có gì chắc chắn là những cổ phiếu bạn mua sẽ phục hồi. Có thể thấy điều này thực xuất hiện xuất phát từ những tư duy sai lầm hay ngộ nhận của nhà đầu tư về thị trường. Để không bị mất tiền, thậm chí tận dụng được cơ hội trong khoảng khủng hoảng, bạn cần trang bị cho mình một kiến thức và chiến lược đầu tư đúng đắn, đồng thời tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc quản trị rủi ro và tâm lý đầu tư. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.